Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tiền thân là khu rừng đặc dụng Phong Nha, được thành lập theo quyết định số 194/CT ngày 9 tháng 8 năm 1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ, quyết định thành lập khu văn hóa lịch sử với tổng diện tích là 5.000 ha. Đây là khu rừng đặc dụng đầu tiên của tỉnh Quảng Bình nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng nguyên sinh trên núi Đa Vôi gắn liền với các di tích lịch sử của dân tộc Việt Nam. Năm 1993, khu rừng đặc dụng Phong Nha được chuyển thành khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha theo quyết định số 964/QĐ-UB ngày 5 tháng 12 năm 1993 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình với tổng diện tích là 41.132 ha. Năm 2001, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được thành lập theo quyết định số 189/TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 12 năm 2001. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có tổng diện tích 85.754 ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có tổng diện tích là 64.894 ha, phân khu phục hồi sinh thái có diện tích là 17.449 ha và phân khu hành chính dịch vụ có diện tích là 3.441 ha. Năm 2003, tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Di sản Thế giới lần thứ 27 diễn ra tại trụ sở UNESCO Paris, từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2003, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới với tiêu chí số 8, có giá trị địa chất, địa mạo và địa lý nổi bật toàn cầu. Năm 2009, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt theo quyết định số 1272/QĐ-TTG ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định số 36/2012 quyết định Ủy ban ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thay thế quyết định số 65/2003 quyết định Ủy ban ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức lại bộ máy Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1062 quyết định TTG ngày 5 tháng 7 2013 về việc điều chỉnh ranh giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng từ 85.754 ha lên tổng diện tích là 123.326 ha, tăng 30.570 ha. Ngày 3 tháng 5 năm 2015, kỳ họp lần thứ 39 tại Bern, Cộng hòa Liên bang Đức, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng lần thứ 2 được ghi danh thế giới với hai tiêu chí có giá trị nổi bật đại diện cho các tiến trình sinh thái trong sự tiến hóa và phát triển của các hệ sinh thái trên cạn, tiêu chí số 9, và sở hữu môi trường sống tự nhiên có ý nghĩa nhất đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học, tiêu chí số 10. Phong Nha - Kẻ Bàng được ví như một bảo tàng địa chất khổng lồ có giá trị và mang ý nghĩa toàn cầu. Phần lớn diện tích là đá vôi và liên kết khu bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia Hinh Nậm Nô của Lào tạo thành khối cát tơ rộng lớn ở khu vực Đông Nam Á. Phong Nha - Kẻ Bàng ngày nay là kết quả phát triển của 5 giai đoạn kiến tạo địa chất từ kỷ Ordovician 464 triệu năm đến kỷ Đệ Tứ. Điều này được minh chứng qua các phức hệ hóa thạch cổ sinh phong phú và đa dạng đại diện cho tuổi địa tầng khác nhau. Đến nay, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được ghi nhận là nơi có đa dạng loài ở mức cao, có khoảng 1.395 loài động vật, trong đó có 84 loài trong sách đỏ Việt Nam, 68 loài có trong nghị định chính phủ, 110 loài được ghi trong sách đỏ thế giới, 55 loài được ghi trong các phụ lục của CITES. Gần đây, các nhà khoa học lại phát hiện 38 loài động vật mới cho khoa học, gồm 02 loài chim, 03 loài ếch nhái, 18 loài bọ sát, 06 loài nhện, 09 loài cá. Đặc biệt, các nhà khoa học đã ghi nhận mẫu chuột đá Trường Sơn. Đây là đại diện sống duy nhất của họ thú cổ, được xem đã tuyệt chủng cách đây 11 triệu năm. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là sinh cảnh của 2.952 loài thực vật, trong đó có 112 loài được ghi trong sách đỏ của Việt Nam, 39 loài có tên trong nghị định chính phủ, 121 loài được ghi trong sách đỏ thế giới, không một loài có tên trong phụ lục CITES. Đáng chú ý, trong các kết quả nghiên cứu về thực vật là việc phát hiện thêm 4 loài thực vật mới cho khoa học, gồm thu hải đường, phong kỳ Quảng Bình, bùng mục Phong Nha, dương xỉ Quảng Bình. Ngoài ra, ghi nhận sự phân bố quần thể loài bách xanh đá 500 tuổi, diện tích khoảng 5.000 ha, mọc ô thế trên núi Đa Vôi ở độ cao hơn 700 m, được xem là sinh cảnh rừng độc đáo nhất bởi tầm quan trọng toàn cầu và giá trị bảo tồn. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng mang trong mình những đặc điểm địa chất, địa mạo, khí hậu và sinh thái đặc biệt. Nơi đây đã tạo ra các cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp
mà tiêu biểu là hệ thống hang động kỳ bí mà hùng vĩ. Theo ước tính, tại khu vực Phong Nha Kẻ Bàng có trên 1.000 hang động lớn nhỏ. Đến nay, đã khảo sát và đo vẽ được 404 hang động với tổng chiều dài trên 220 km. Hệ thống hang động Phong Nha Kẻ Bàng có giá trị hàng đầu thế giới vì đã lưu giữ được nguyên vẹn các giá trị về địa chất địa mạo, được hình thành từ kết quả kiến tạo trên vỏ trái đất lâu dài. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng không chỉ chứa trong mình những giá trị của hệ sinh thái tự nhiên về đa dạng sinh học và địa chất địa mạo, mà còn có những giá trị lớn về văn hóa lịch sử. Vùng đệm của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có diện tích khoảng 220.055 ha, thuộc 13 xã, dân số có trên 65.000 người với 3 dân tộc chính là Kinh, Bru Vân Kiều và Chứt. Đa dạng tộc người như Vân Kiều, Trì, Khùa, Ma Cong, Sách, Mày, Rục, Arem, Mã Liềng, Nguồn. Trong đó, tộc người Rục được tổ chức quốc tế Mỹ đánh giá là một trong 10 tộc người bí ẩn nhất hành tinh. Đây còn là nơi đã từng tồn tại và đang hiện diện cả một quần thể di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng, bao gồm hệ thống các di tích văn hóa thời tiền sử, sơ sử, di tích văn hóa Chăm và văn hóa Việt cổ, di tích lịch sử cách mạng cùng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và đầy bí ẩn, đã ghi nhận 33 di chỉ khảo cổ có niên đại từ 3.000 đến 12.000 năm trước. Bên cạnh các giá trị về di tích lịch sử tiêu biểu, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng còn phong phú về các lễ hội dân gian truyền thống như lễ hội đền nghe, tuồng bội Khương Hà, lễ hội mừng cơm mới, lễ xin nước tiên, lễ rằm tháng 3, lễ mở rừng, hội đập trống của đồng bào dân tộc Ma Cong, rất độc đáo và mang đậm dấu ấn về bản sắc văn hóa. Với những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học và văn hóa lịch sử, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng trở thành địa chỉ lý tưởng cho nghiên cứu nhằm phát huy giá trị di sản, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên mà Tà Hóa đã ban tặng cho Quảng Bình và Việt Nam. Do vậy, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng luôn luôn được quan tâm, coi trọng. Từ năm 2003 đến nay, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng với lực lượng nòng cốt là hạt kiểm lâm đã đẩy mạnh công tác tuần tra bảo vệ rừng, nhờ đó đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 2.299 vụ vi phạm, trong đó có nhiều vụ việc đã đưa ra khởi tố hình sự. Nhờ vậy, các hành vi vi phạm ngày càng giảm, ý thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên được nâng cao, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được đẩy mạnh, nhờ đó đã huy động được sự tham gia của cộng đồng dân cư vào công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học với hơn 400 cộng tác viên thuộc 29 tổ bảo vệ rừng và 21 nhóm bảo tồn thôn bản thuộc 9 xã vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Nâng cao nhận thức bảo tồn của cộng đồng dân cư là công cụ đắc lực trong công tác bảo tồn thiên nhiên. Chính vì vậy, các hoạt động tuyên truyền, truyền thông tại vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã được triển khai thường xuyên đến cộng đồng dân cư bằng nhiều thức, góp phần bảo tồn các giá trị tài nguyên của di sản thiên nhiên. Từ năm 2013 đến nay, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã thực hiện hơn 500 đợt tuyên truyền tới các lượt thôn bản, tổ chức các đợt diễn giải môi trường cho học sinh, sinh viên, đoàn thanh niên của các xã vùng đệm. Từ năm 2003 đến nay, công tác chăm sóc, cứu hộ động vật, thực vật hoang dã đã được thực hiện tốt. Tỷ lệ cứu hộ thành công hàng năm đạt 95%, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, đã cứu hộ được 1.581 cá thể, thả về môi trường tự nhiên 865 cá thể, góp phần vào quá trình bảo tồn đa dạng sinh học của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Các công trình nghiên cứu khoa học đã ghi nhận và công bố 42 loài mới cho khoa học, gồm 38 loài động vật và 4 loài thực vật. Từ năm 2003 đến nay đã thực hiện được 8 đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, 3 đề tài cấp cơ sở, trên 50 bài báo trong và ngoài nước được công bố, 2 ấn phẩm sách được xuất bản, phối hợp với các tổ chức chuyên gia quốc tế, tổ chức khảo sát và đo vẽ 404 hang động có tổng chiều dài trên 220 km. Nhiều chương trình nghiên cứu, dự án đầu tư của các tổ chức trong nước và quốc tế đã được triển khai thực hiện thông qua sự hợp tác với các đơn vị, tổ chức như Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quảng Bình, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Dược liệu, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, tổ chức FFI, Vườn thú Colosseum, Hiệp hội Hoạt động Hoàng gia Anh, tổ chức UNESCO, hợp tác nghiên cứu cổ khí hậu khu vực Phong Nha Kẻ Bàng với đoàn nghiên cứu của Trường Đại học Columbia, Đại học California, Đài Thiên văn Địa cầu, Lamotte, Doherty, chủ động hợp tác bảo tồn
liên biên giới khu vực bảo tồn quốc gia Hin Nậm Nô của nước Cộng hòa Nhân dân Lào nhằm tăng cường sự hợp tác trong công tác quản lý bảo vệ vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và khu bảo tồn Hin Nậm Nô. Thực hiện thành công gần 20 chương trình dự án quốc tế, tham gia 16 kỳ họp thường niên của Ủy ban Di sản Thế giới, 12 diễn đàn quốc tế cùng nhiều hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo, tập huấn, tham quan học tập nghiên cứu, kinh nghiệm ở nước ngoài về bảo tồn di sản, thu hút hơn 30 lượt chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước đến học thực tập, nghiên cứu. Bên cạnh công tác bảo tồn, trong những năm qua, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã quan tâm tới công tác phát huy các giá trị của di sản. Việc đầu tư phát triển du lịch được triển khai đúng trình tự. Tất cả các tuyến, điểm du lịch đều được lập dự án, đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Hiện tại đã phát triển 18 tuyến điểm du lịch, hội tụ đủ các loại hình du lịch như khám phá hang động du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử. Đặc biệt, tuyến du lịch khám phá, chinh phục Sơn Đồng, hang động lớn nhất thế giới được đánh giá là một trong những tour du lịch đẳng cấp quốc tế. Theo số liệu thống kê, lượng khách du lịch từ năm 2003 đến quý 1 năm 2020, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã đón và phục vụ 8.346.683 lượt khách, trong đó khách trong nước là 7.442.651 lượt khách và khách quốc tế là 904.032 lượt. Tổng doanh thu tại các khu, tuyến, điểm du lịch trong vườn quốc gia đạt hơn 1.027 tỷ đồng. Trong những năm qua, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã rất quan tâm đến công tác cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư và xã vùng đệm vườn quốc gia. Trong đó, Ban Quản lý dự án rừng đặc dụng Phong Nha Kẻ Bàng đã khoán cho 28 tổ bảo vệ rừng thôn bản và không một cộng đồng dân cư, hỗ trợ được 29 mô hình phát triển cộng đồng và xây dựng cơ bản. Các mô hình hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng dân cư các xã vùng đệm tiêu biểu có thể kể đến như mô hình nuôi ong lấy mật với số lượng 206 đàn ong cho 48 hộ gia đình, hỗ trợ bò giống cho 06 thôn bản, phát triển mô hình nuôi dê cho 02 hộ gia đình tại bản Ón, xã Thượng Hóa, hỗ trợ 6.000 cây giống sưa đỏ cho 22 hộ gia đình tại thôn Bồng Lai, xã Hưng Trạch, hỗ trợ 2.000 con giống cá trắm nuôi lồng cho người dân các xã vùng đệm. Công tác cải thiện sinh kế của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã góp phần hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho người dân các xã vùng đệm, qua đó giảm thiểu áp lực của người dân lên tài nguyên của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Với những kết quả đã đạt được, tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ mở ra một nhiệm kỳ thành công, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.